Yo, xin chào nha. Hôm nay tôi sẽ chơi cho em một con game mà phải cỡ học sinh giỏi toán cấp quốc gia mới có thể chơi ở tựa game này. Và xin giới thiệu với mọi người luôn. Tôi, Monsu, một trong những thằng học thuộc ba mẫu chính trong RGB từ lúc 3 tuổi. Tốt nghiệp hạng xuất sắc mẫu giáo. 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh quá giỏi của lớp trồi, lớp mầm và lớp lá. Ngoài ra còn thành thạo 3 ngôn ngữ chính, đó chính là tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ và tiếng Kinh. Với trình độ như thế này thì chắc chắn tựa game này không có là gì với tôi, và con game mà chính là con game Grab. Thôi kệ mẹ đi, các ông thích đọc là gì thì đọc. Nói chung là ba cái ngôn ngữ tôi thành thạo thì nó đeo cái tiếng Anh nào. Rồi đặt quả tên rồi. Bay luôn, bay luôn vào game. Con game này chơi như nào anh em chắc chắn là điều anh em đang thắc mắc. Nhìn đồ họa nó hơi phèn một tí thôi, nhưng mà con game này cần cái não, cần cái não. Cái não là cái mà chắc chắn là các bạn, với các bạn là tôi dư giả khả năng. Chúng ta sẽ nhìn những cái nhân vật ở trên màn hình. Ở đây là có những cái khối đen này, những cái khối vật cản. Chúng ta sẽ nhớ lại tựa game Gunny mà ngày xưa chúng ta đang chơi. Tuy nhiên, để mà có thể bắn được các cái mục tiêu ở đây, chúng ta cần vẽ ra một cái tọa độ. Ví dụ như tôi cần bắn cái con Death Blue này, thì cái này nó phải bắn được tọa độ bao nhiêu nhỉ? Ở kia chúng ta sẽ thấy có hai cái là 15 và trừ 15, đây là 25. Y sẽ bằng, đây tôi sẽ bắt thử Y bằng 15 đi. Đấy. Fine. Ok, con boss của tôi nó đây à? Sợ y bằng 15 sẽ bắn thẳng các bạn. Nó sẽ bắn thẳng. Đấy, chúng ta sẽ phải vẽ. Đấy, đôi khi ấy, chúng ta sẽ phải vẽ những cái đồ họa kiểu ra parabol các kiểu. Đấy, hay là bất kỳ một cái hệ đẳng thức, cái công thức gì đó trong toán học để các bạn vẽ ra được một cái đường bắn. Chứ không có chuyện mà kéo súng và bắn như bình thường đâu. Tư duy nó nằm ở đó. Lúc nãy là tôi... Đủ má. Bắn được tao luôn ạ. Đây không sao, tôi còn một con nữa. Với cái đường thẳng như thế này thì tôi sẽ nghĩ tôi sẽ vẽ ra một cái parabol, nó bắn vào cái vị trí này. Ui, cái parabol này chắc chắn nó sẽ rất là đẹp. Mà tôi quên mẹ công thức của parabol rồi, nên anh em đợi tôi một chút để tôi search Google đã. Ngu thì không nên giấu. Đấy, ngu thì không nên giấu. Rồi. Ủa nhưng mà sao vẽ được cái công thức này ta? Bằng một cách thần kỳ là chúng ta có thể vẽ được công thức mà chỉ có x với y ta. Thì làm sao vẽ được parabol ta? Y sẽ bằng kìa. Nó mất mẹ, nó tham luôn ạ. Nó mất mẹ, nó tham luôn ạ. Hết giờ luôn ạ. Rồi tôi sẽ bắn một cái đường, nó sẽ vẽ cong như này. Đấy, nãy giờ tôi đang search Google, bây giờ tôi mới vào thực chiến để bắn này. Đó. Công thức parabol. Công thức của parabol hàm số y bằng ax bình ạ. Ôi nó bắn kiểu đéo gì vậy? Ôi thịt mệnh, mấy con boss này nó vẽ được cả cốt luôn ạ. Trời ơi ảo ma thế nhở. Y bằng chỗ này sẽ là 25 đúng không? 25 x bình. 25 x bình thì sẽ vẽ như thế nào ta? Làm sao mình biết là số ai giờ mình thiếu đi giống ngoặc kép rồi. X bình thì sẽ là không, nó sẽ là sao thế thì 2 lần x à? Thì mà chỗ này mình không biết vẽ chữ x bình như nào. Ô kìa. sao nó lại vớ vẩn thế nhỉ? Cái game mà nó thật là ảo diệu đấy. Ui các bạn bắn ghê đấy. Cái này nó căn bản là nó có thời gian, chúng ta không thể nghĩ được thôi. Chứ cái game này mà nó cho tôi thời gian nhiều hơn để nghĩ thì nó là đơn giản. Căn bản là tôi chưa biết vẽ. Ui nhìn cái đồ họa nó vẽ này. Ôi ôi, double kill luôn ạ. Tôi nghĩ rồi. Sao chúng nó có thể nhanh được như thế nhở? Thay thế cái đoạn code này bằng cái đoạn code của nó. Đúng rồi. Đấy. Sau đó tôi sẽ nâng nó lên. Ôi. Ô kìa. Không, cái đà này sẽ bắn là sẽ sang ở bên kia đấy. Cố lên. Chúng nó sẽ không bao giờ bắn được mình đâu. Trời ơi, 1v4 tôi sẽ phá đảo tựa game này. Tôi định mày nó vẽ cái đồ họa kiểu gì. Nhờ. Uầy. Cái đồ họa xin này, cái tọa độ bắn xin này nhìn ngon này. Tôi lại thích cái này rồi.
À, địch mạnh. Nó vẽ một cái đường vòng như này đúng không? Mình sẽ xuống sâu hơn một tí nữa, khoảng tầm 8 đi. Ok, kìa, sao mà địch mạnh cứ mình bắn là nó lại sang hình, sao nó lại thẳng đường thẳng được nhỉ? Ui da, sao thằng này nó bắn cái đường thẳng. À hình như là mình phải hạ thấp xuống. Tôi bỏ mẹ rồi. Sao nó bắn kinh thế ta. Also tragedy when we're in too deep, and you and I.